Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và gia đình ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 25 tháng 4 tiếp tục tăng phi mã trên thị trường thế giới và trong nước. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch sáng nay tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2024 tăng mạnh 273 USD trên tấn với mức tăng là 6,46%, lên mức giao dịch là 4.498 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024, giá cà phê tăng 149 USD trên tấn với mức tăng là 3,62%, lên mức giao dịch là 4.266 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 5 và tháng 7 trên sàn London tương đương với mức giá là 113.400 đồng và 107.500 đồng một kg. Các mức tăng rất mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024. Còn tại sàn New York ở Mỹ, sau hai phiên giảm vừa qua, giá cà phê Arabica bật tăng mạnh trở lại. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024, giá cà phê tăng 4,05 sen với mức tăng là 1,83%, lên mức giao dịch là 225,9 sen trên bao. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024, giá cà phê tăng 4,15 sen lên mức giao dịch là 224,25 sen trên bao. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao ở kỳ hạn tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm thứ Tư tăng cao hơn với cà phê Robusta tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới. Cà phê Robusta tăng mạnh hôm thứ Tư do lo ngại về nguồn cung Robusta từ Việt Nam bị thắt chặt, với cà phê Arabica tăng hôm thứ Tư nhờ hỗ trợ từ đợt tăng giá cà phê Robusta lên mức cao nhất mọi thời đại. Giá cà phê tăng vọt trong tháng qua do lo ngại về vụ mùa ở Brazil và Việt Nam bởi tình trạng khô hạn nắng nóng kéo dài. Tình hình thời tiết ở Đông Nam Á tiếp tục là mối quan tâm chính của thị trường cà phê thế giới. Mặc dù độ ẩm được dự báo sẽ tăng tại Việt Nam trong 8 đến 14 ngày tới, nhưng khối lượng dự kiến vẫn không thể xoa dịu nỗi lo hạn hán. Lượng mưa tại Việt Nam đang phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc. Điều này gây lo ngại đối với sự phát triển nở hoa trên cây cà phê tại khu vực Tây Nguyên và ảnh hưởng mạnh đến sản lượng vụ mùa năm sau. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê trong nước bật tăng mạnh với mức tăng là 3.000 đồng trên 1 kg ở các địa phương. Sáng nay, giá cà phê trong nước ghi nhận thu mua quanh mức là 132.500 đồng tới 133.200 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua với mức giá là 132.600 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 132.600 đồng và 132.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga ghi nhận ở mức là 133.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, ghi nhận quanh mức 132.800 đồng và 132.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Đông Năng và huyện Cờ Đông Bắc, giá cà phê cũng được thu mua quanh mức là 133.000 đồng và 132.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai, sáng nay ghi nhận quanh mức 132.800 đồng 1 kg. Khu vực huyện Chư Prông và huyện Chư Sê, mức giá là 132.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min, sáng nay ghi nhận quanh mức 133.100 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 133.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi, sáng nay thu mua quanh mức giá 132.800 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lây, mức giá là 132.700 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay thu mua với mức giá 133.000 đồng 1 kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, ghi nhận ở mức là 133.200 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận mức giá 133.300 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 133.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá cà phê trong nước sáng nay tiếp tục tăng mạnh và hướng mốc là 140.000 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay trên kênh Phụ Nữ TV của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào.
và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.